Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thủy Tinh Vlog của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời gian để trồng cái cây là dưa leo nha mọi người, cũng như là mình sẽ chọn cái giống gì để mình trồng khi mà mình mới bắt đầu tập trồng, dành cho những anh chị mới thôi. Còn những anh chị mà đã có kiến thức mà cũng như là trồng lâu năm rồi á thì anh chị có thể bỏ qua cái video này ha, tại vì đây là cái kiến thức cơ bản. Gần đây á, thì như anh chị cũng đã biết á, là công nhân á, nó bị thất nghiệp rất là nhiều luôn. Và những anh chị ở trên Sài Gòn về, mọi người là người ta về quê để người ta làm nông á, mà bây giờ người ta cũng muốn trồng một cái loại rau màu để mà người ta bán kiếm kinh tế mọi người, tại vì hiện tại bây giờ thất nghiệp rất là nhiều luôn á. Thì cũng có mấy anh chị hỏi mình về cái vấn đề là trồng dưa leo, thì do đó thì hôm nay thì mình làm cái video về thời vụ cũng như là nên chọn những cái giống gì, cũng như là hỗ trợ cho anh chị về cái cách mà mua giống làm sao mà cho nó đạt được chuẩn á. Rồi nè, thì cái dưa leo của mình á thì nó trồng được là quanh năm nha mọi người ha, nhưng mà tốt nhất á thì vẫn là cái vụ là đông xuân nha mọi người. Thì cái giống mà để mà anh chị mà để mà kháng bệnh được á thì ở trên thị trường á thì nó có rất là nhiều loại giống luôn, nhưng mà mình phải tùy theo cái khu vực của mình nó chịu cái giống dưa leo nó như thế nào. Như ở cái tỉnh của mình các bạn là người ta chịu cái giống mà siêu bóng trái, mà trái nó dài từ là khoảng đâu là 19 cm nha mọi người ha, nói chung là cũng rất là dài á, mà bóng trái nữa. Thì ở tỉnh mình thì nó chịu cái giống dưa leo như vậy, và cái giống dưa leo này á, thì mình chia sẻ cho mọi người á, là nó kháng bệnh luôn. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người là cái giống là sen hồng nha mọi người ha, SH80 nha các bạn. Thời gian thu hoạch của nó là từ 30 ngày cho đến 32 ngày, là bữa cái lúc mà mình trồng á là đến cái lúc mà mình thu hoạch là khoảng đâu là 32 ngày là các bạn có thể trồng rồi. Và cái khoảng cách trồng của nó là nó khoảng từ là 5 tấc nha mọi người ha, 5 tấc là đẹp nha mọi người. Còn hàng cắt hàng là phải từ là 1,2 m cho đến là 1,3 m, là cái đó là mình làm theo cái dàn. Ở đây thì mình cũng có một cái video mẫu ở trên cái màn hình á, thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Ở đây thì mình nói gì chứ mình cũng làm một cái quay một cái mô hình dưa leo để cho anh chị mới tập trồng á, anh chị cũng có tham khảo. Mình nói ở đây á, là mình chia sẻ cho anh chị về cái lý thuyết, còn cái video mà mình trồng á thì trước đó mình cũng đã quay rồi á, mà mình cũng đã lồng vô cho mọi người xem luôn cho mọi người tiện ha. Thì cái dưa leo này á, thì nó cũng rất là dễ trồng nha mọi người, nó cũng không có khó trồng đâu. Quan trọng là cái giai đoạn mà nó từ 5 ngày tuổi cho đến khoảng đâu là 12 ngày tuổi á, thì mọi người phải chăm dưỡng cho nó thật là kỹ. Mà khi mà nó đã phát triển rồi á thì cái giai đoạn mà nó thu hoạch trái các bạn thì nó rất là năng suất nha mọi người. Cũng như là cái giống mà mình chia sẻ cho mọi người á là nó đã kháng bệnh rồi, cái giống SH80 này á. Thì như ban đầu thì mình có nói thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị tìm cái giống mua á, thì ở đây á, thì mình có liên hệ với một cái shop ở trên Shopee đó, và mình cũng đã liên kết cái hạt giống này nè, cái gói hạt giống này vào cái link bio của mình các bạn. Thì mình để bên dưới cái phần bình luận á, thì anh chị bấm vào và mọi người lôi xuống thấy cái mục là dưa leo sen hồng SH80 thì các anh chị bấm vào và anh chị mua ha. Thì đây là cái shop yêu thích, thì người ta chuyên giống bán những cái giống mà nó chất lượng á, trồng cho bà con để nó lên á. Chứ anh chị mà lên Shopee bây giờ thì nó cũng có người bán nè, có người bán thì trung thực có nè, còn có người bán lừa đảo có nè. Nói chung là nó lấy những cái giống bậy bạ rồi nó bán cho mình á, rồi mình về mình trồng với số lượng nhiều á, thì mình ví dụ như trồng một ít gói hai gói thì nó không sao nha. Nếu mà trồng với số lượng nhiều mà nó ra trái tầm bậy này nọ đó mà nó không có kháng bệnh, mà bạn là người mới thì bạn không không biết bạn bạn thưa ai. Thì do đó thì bây giờ thì mình cũng đã cố gắng mình làm một cái đường link bio á mọi người, mình chịu cực xíu mình cho các bạn mua ở trên cái đó, cái trang của mình ha, là bio coi sẹt Quỳnh Thủy Tinh ha. Là mọi người sẽ bấm vô, mọi người trong đó thì nó có là dụng cụ làm vườn nè, rồi những cái loại hạt giống nè, nói chung là chỗ nào mà uy tín á, thì mình cho nó vô hết. Rồi anh chỉ cái việc mua, bấm vào và mua thôi, nó đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Đó thì ở đây thì mình cũng làm mẫu cho mọi người xem á. Mọi người thấy thích video này của mình á thì mọi người bấm like nha mọi người ha, bấm like. Và bạn nào mới thì mọi người có thể bấm đăng ký để kênh của mình nó sớm đạt được 100.000 người theo dõi nha các bạn ha. Hiện tại mới phân nửa ha, cố gắng phát triển. Với lại mình cũng đã có cái kênh TikTok rồi mọi người, có thể qua TikTok ha, follow mình ở bên TikTok luôn, là cũng là Quỳnh Thủy Tinh Vlog á, để mình cố gắng mình đạt được 1.000 người theo dõi đầu tiên, tại vì mình cũng mới tạo kênh đây á. Rồi gần đây thì mình chia sẻ cho mọi người về những giống bông vạn thọ, thì mọi người cũng có thể là tham khảo ha. Những anh chị mà thất nghiệp á, cứ năm nay có thể là thể trồng bông số nha mọi người. Nói chung là trồng bông á thì khi mà năm mà trúng á mọi người thì mọi người cũng có tiền nhiều lắm nha, còn nếu như là năm thất bại thì mình có thể lỗ nha các bạn. Nhưng mà các bạn có thể nghiên cứu, các bạn trồng ít ít để mình có thêm cái kinh nghiệm. Thì thời điểm này thì anh chị có thể là trồng dưa leo đi, tới tháng 10 anh chị có thể trồng hoa tết thêm. Mình cũng luôn đồng hành cùng mọi người nha, nói chung là cũng hỗ trợ chia sẻ cho mọi người những cái gì mình biết thôi, chứ mình nói giỏi thì là không giỏi nha các bạn ha. Tại vì ngoài kia các bạn rất nhiều anh chị trồng rất là hay luôn, nhưng mà người ta
kiểu như là người ta cũng không có muốn chia sẻ ra ở ngoài bên ngoài đâu, tại vì chia sẻ nhiều quá thì anh chị trồng được á thì nó sẽ bị đụng chợ mọi người, thậm chí cái dưa leo này nào mình chia sẻ vậy á, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người vô nói ăn này nó chia sẻ tào lao đặng nói vậy làm chi, đặng nói vậy đặng cho các bạn phân dân, đúng không? Phân dân rồi các bạn không dám học theo cái kiến thức mà mình chia sẻ cho mọi người. Ở đây thì các bạn xem kênh mình đúng không, thì các bạn nên xem nhiều kênh khác nữa, người ta nói cái kiến thức này đúng rồi, cái thằng kia nó có kiến thức này đúng luôn, thì chúng ta sẽ lấy cái kiến thức đó chúng ta làm cho riêng mình, cái kiểu như vậy nha mọi người ha, cái kiểu như là mình chắt lọc kiến thức á. Ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người vậy thì mọi người có thể là tham khảo, thấy hay thì hãy cho mình một nút like thôi. Còn có câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới đi. Ví dụ như hôm bữa cũng có nhiều anh hỏi mình trồng dưa leo tháng tháng mấy nó hiệu quả. Thì ở đây thì nếu như mình nói tháng mà nó chi tiết á mọi người, thì trồng những tháng nắng thì nó sẽ hiệu quả hơn nhưng mà giá dưa leo nó rẻ, còn trồng vào những tháng mưa thì nó khó đậu trái hơn nhưng mà cái giá các bạn thì nó mắc hơn, cái kiểu như vậy. Cũng như là trồng tháng mưa thì nó hay bệnh nha mọi người, nó trồng sương mai nó hay bị chết rễ nữa, thì mình cũng đã thêm những cái loại thuốc vào cái đường link bio của mình đó mọi người, đặng cho mọi người có thể là bấm vào mua á, ví dụ như thằng Alias nè phòng lỡ cổ rễ nha mọi người ha, còn thằng Regen á thì phòng như kiến với dế, khi mà mình ươm hạt giống á mình trồng các bạn thì sẽ có kiến dế lại nó cắn á, ví dụ như ốc ma này nọ đó lại cắn thì mình phòng như thằng Regen thì được. Nó còn như là nó bị sương mai thì xài mắt hero, thì mình cũng cố gắng á, mình dành thời gian ra để mình thêm những cái gói thuốc đó vô cái đường link bio của mình, thì mình cũng để ở trên cái màn hình luôn á để cho các cô chú anh chị á, mà lớn tuổi á thì cũng có thể là lần theo cái đường link đó bấm vô từ từ rồi mua mua trên Shopee. Ở đây thì cô chú anh chị mà lớn tuổi mà không có rành về kỹ thuật này nọ đó, mượn mấy đứa cháu của mình á, ví dụ như mấy đứa cháu mà nó học từ lớp 6 lớp 7 trở lên là mấy đứa giờ nó rành công nghệ lắm. Nó còn như anh chị mà kiểu như là công nhân thì chắc cũng đã biết về công nghệ rồi. Thì anh chị nào mà đang thất nghiệp thì anh chị có thể nghiên cứu, anh chị làm theo cái này cũng được nha. Trồng dưa leo thì nó cũng khá là ok á. Em thấy dưa leo nó nếu như là trúng giá ăn cái là cũng ngon lắm nha các bạn ha. Ví dụ như vốn của mình bỏ ra tầm 10 triệu đi thì có thể mình thu về là khoảng đâu là 50 triệu luôn á, mình lời trong đó khoảng 40 luôn á, nói chung là trúng giá thôi. Bữa anh em của em nó trồng bầu á các bạn, anh em mình nó trồng bầu á mà nó trúng khoảng 40 triệu, hiện tại giờ cũng đang đang còn thu thu hoạch luôn á. Nói chung là trúng giá là 90 ngàn á. Bầu mà trúng giá 99 10 ngàn là lời cũng khá là ngon nha mọi người ha. Mà nó trồng chỉ có 2 công thôi đó. Vốn thì khoảng là 10 triệu mà giờ nó hái đã hơn 50 triệu rồi thì lời cũng đã bốn mấy triệu rồi thời điểm hiện tại á. Rồi thì nói vòng vòng xàm xàm nãy giờ thì chia sẻ cho mọi người là với cái mục đích á. Bây giờ thì mình sẽ chốt chốt lại. Thì nếu như thời điểm hiện tại mình chia sẻ cho mọi người thì nên trồng là cái vụ đông xuân ha. Còn sau này những cái bạn mà xa xa nữa thì coi cái video này trễ á, thì mình trồng những cái tháng nắng á, thì dưa leo của mình á, thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn ha, nó cần đủ cái ánh nắng và cái độ thông thoáng á, là cây dưa leo của mình là nó sẽ phát triển rất là tốt nha. Rồi hôm nay chia sẻ nhanh cho mọi người vậy. Rồi mình xin được mến chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.